Thúy xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn luôn luôn hạnh phúc vui vẻ. Cuối tuần, hôm nay theo yêu cầu của các anh chị, Thúy sẽ làm lại cái video bánh tiêu ngắn, gọn, nhanh và dễ hiểu để cô bác, các anh chị của mình làm một món bánh tiêu ngon cho gia đình của mình. Món bánh tiêu rất là đơn giản, dễ làm. Mình chỉ cần có bí quyết nhỏ nhỏ thì mình sẽ làm được cái món bánh tiêu giòn giòn, dẻo dẻo, dễ che chát ngon, thơm thơm béo béo cho gia đình mình. Cô chú bác, các anh chị nào mà chưa có xem video bánh tiêu của Thúy thì nay gặp video bánh tiêu này thì cô bác, các anh chị có thích ăn bánh tiêu thì hãy cùng Thúy giờ biết để mình làm bánh tiêu ngon cho gia đình mình nha. Để mình làm bánh tiêu thì mình có 500g bột mì, 250ml sữa tươi không đường, kèm theo nữa thì một muỗng cà phê dung bột nở, là cây gót bột nở Thúy cầm đó, 150g đường. Tiếp theo nữa là 10g mè hoặc 20g mè, cô bác mình thích ăn mè nhiều. Cô bác mình thấy là đơn giản dễ làm không nè. Bây giờ Thúy sẽ đảo cái sữa này vô rồi Thúy cứ quậy đường ra. Sữa này nó rất là lạnh, bây giờ mình phải đi quay lại. Bây giờ Thúy sẽ đổ đường vô. Đổ đường vô đây để mình quậy cho nó tan ra, rồi mình đẩy muối vô luôn nha. Tiếp theo mình sẽ cho cái này, cái bột nở mình vô quậy luôn. Bây giờ thấy chú quậy lên cái đường cho mình, của mình cho nó tan hết, không còn có hột đường thì mới được nha các bác. Em thôi còn thường là mình sẽ đổ cho cái nước của mình ha. Dạ mình nó chậm. Nó nhái tiếng Việt của mình hoài trời. Trời, cô bác thấy trong tay của mình nó muốn nhái tiếng Việt á. Nghe mình nói tiếng Việt nó nhái mình vậy. Chúng ta mình nhồi. Bởi vì bánh tiêu này mình phải làm cho thật là nhão. Nhão cũng không phải là nhão lắm đâu, mà cũng nhão đó, là nó gọi là nhão, nó dính tay. Để cho bánh mình nó nở mịn xốp ngon và nó không có bị cứng. Mình để lâu cũng vẫn mềm. Đó. Bây giờ mình sẽ để vô đây. Mình nhồi nó. Mình nhồi một hồi là nó sẽ khô lại chứ nó không có nhão giống gì. Nhưng mà mình phải nhồi nhỏ nhão như vậy để mình làm bánh tiêu nó mới nở ngon đó. Nhão như thế này cho bánh tiêu mình nó mới ngon đó. Nếu mà cô bác làm khô là bánh của mình sẽ bị cứng và nó không có cái che. Rồi bây giờ Thúy sẽ dùng dao để chuẩn bị cắt ha. Cắt bánh nó dính tay lắm. Bây giờ Thúy sẽ cho dầu vô để đổ cho cái khuôn của mình nha, và cho dầu cho cái dao. Mình lấy chuẩn cái bánh của mình có khoảng nhiêu thôi, giống như viên chè cho nước thôi. Nó dính á, nó dẻo và nó chảy, nó dính á, nó không có nằm đứng tại chỗ nó cắt. Mình làm cái bánh mình rất là khó nè, cho nên nó khó cắt, khó làm nhân, khó làm viên mà nó ngon. Nếu mình làm bằng dễ mà dễ cắt, dễ cái dễ này cán rồi nó sẽ không ngon. Bây giờ thấy sẽ chấm đủ bao nhiêu cái mè là được rồi đó. Nó thấy làm được nhiều đó. Bây giờ mình sẽ đẩy nó lại nổ nha. Bây giờ cái này á, đó, mấy cái này nó rất là kính hơi, nó không có hơi gió vô. Mình đẩy nó mình nổ bằng mấy cái khuôn như thế này đó là bánh của mình nó sẽ ngon. Đừng có cho gió vô, cho nên thấy ủ bằng mấy cái này để cho nó không có hơi nè. Mình nổ cho nó thật là kính đó, vậy đó. Ngày mai thì nó nở dẹp lép ra hết, nó không có còn tròn giống như thế này. Đây là mình làm xong rồi, mình để ngày mai khoảng 2-3 giờ trưa mai mình chiên. Bởi vì bánh tiêu này mình ủ tới 12 tiếng nha.
Đó, chị đi nảy miếng giấy, miếng giấy này lên cho anh cái hộp, cho nó đừng bị dính dầu lên cái miếng giấy của mình. Rồi mình chỉ để miếng giấy vô đây mình ủ. Vậy đó. Mình ủ như thế này thôi, đơn giản lắm, không có gì hết á. Trong cái hộp nó kín rồi, nó kín hơi rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, khuôn này để lên đây cũng vậy, cứ miếng giấy chùm lên là xong. Để vô cái chỗ nào là đường khác. Đó, cô bác nhìn bánh tiên mình nó nở và nó chảy như thế này là nó đạt rồi nè. Chừng nào mà cô bác nhìn vô những cái bột viên của mình mà mình làm nó còn cứng ngắt tròn quay á, còn tròn quay nó không có nở, nó không có nằm chảy như thế này á, là bánh mình nó chưa có đạt ha, mình làm chưa có đúng cách ha. Nó phải chảy như vậy đó thì nó mới mềm chớp, dẻo bông, có gãy tre ngon và nó không bị cứng. Rồi bây giờ thấy sẽ lấy cho cái hộp này trước. Mình lấy cái này mình cán luôn nha cô bác. Có dễ lắm, bánh tiêu mà cô bác làm quen rồi thì mình cần chỉ cần lấy tay mình làm cũng được, không cần phải lấy cắm chốt không cần hay lấy cái cây cán hay gì hết, nó dễ lắm. Còn nếu mà làm chưa quen á thì phải lấy đồ cán cho nó đều và nó đẹp. Đây. Mình lấy ra xong mình sửa nó lại cho nó tròn tròn hết ha. Sửa cho nó tròn hết cho em cho. Đó, sửa cho nó đều hết. Sửa cho nó đều hết rồi mình mới cán nó. Đó, mình cán như thế này, đưa qua đưa lại như thế này, nó mềm lắm cô bác. Mình cứ chút nữa mình nương nữa nha, mình cầm bánh mình phải nương đó, mình cầm mình để vô mình nướng, mình chiên rồi mình phải nương nó như thế này. Đó. Không mỏng quá mà không dày quá ha. Cái đều như thế này là được rồi, nhưng mà phải nó vừa như thế này thôi ha, nó không mỏng không dày. Cán hết như thế này để mình chiên nó cho nó dễ nè. Rồi bây giờ thấy xe tắt để thứ qua thứ chiên nữa. Mình chuẩn bị cái quảo để mình hớt mè ha, khi mà mè nó rớt xuống là mình phải hớt để cho nó cháy, nó làm dầu mình đen, bánh mình sẽ bị đen. Mình mở lửa cho thiệt là nóng nha. Cô bác mình làm bánh tiêu mà khi mà mình mở ra mình chiên á, mà xong rồi nó chín rồi nó có mùi thơm á, thơm thơm giống như mùi sữa béo béo đó, là bánh mình nó rất là ngon. Nếu mà chiên ra mà nó không có mùi thơm là bánh nó không ngon ha. Mình làm chưa được ngon. Cho nên mình bán bánh tiêu á, người ta không có thích ăn, nhưng mà người ta nghe cái mùi thơm đó, là người ta ghiền, người ta sẽ mua nhiều hơn, là mình bán đắt. Cho nên bánh tiêu nó mới gọi là đặc sản của quê hương mình. Đó, cô bác thấy đó, bây giờ nó đều lửa là nó sẽ bự như thế này nè. Bồng to bóng bự như thế này nè. Cho nên thấy chiên một cái chai và một cái phồng cho cô bác mình xem, để cô bác mình biết cách chiên bánh tiêu cho nó ngon. Cách làm bánh nó cũng quan trọng mà cách chiên nó cũng rất là quan trọng. Đó, mình chở đều đó là nó sẽ phồng bự như thế này. Cái nào mình cũng vớt mè hết, không vớt mè là nó sẽ cháy đen cái dầu mình, là nó sẽ bị bánh mình sẽ bị đen thùi. Rồi tiếp theo, bánh mình phải dở mình nương nha, nó rất là dẻo nên mình nương nó, mình không nương là nó sẽ bị chảy một bên, méo một bên mất. Đầu tiên mình để vô thì mình cho nó nằm một ký, còn chút nữa là nó đều hết thì mình sẽ chở nhanh nhanh như chút. Bên nào vàng thì mình cho nó nằm ít, ở bên nào trắng thì cho nó nằm lâu một chút ha. Đó, chút này thì mình chuẩn bị chở đều lên, quay nè, lăn qua lăn lại cho nó đều lên. Đó, mình lăn qua lăn lại đó, nó đều vậy để nó sẽ phồng bự lên, ngon hơn. Mình thấy nó vàng nhanh quá, mình phải hạ lửa lại một tí xíu ha.
mình phải biết cách độ lửa của nó và cách chiên của nó nữa thì bánh của mình nó mới hoàn toàn ngon và không bị cháy và không bị sống. Rất là đơn giản dễ làm luôn. Cái nào mình cũng vớt mè hết nha các bác, không vớt mè là nó sẽ bị đen, nhanh đen dầu mình lắm đó. Nghiêng qua lại mình vớt mè hết. Đó, nó nổi lên vậy á, mấy cái chỗ đó là chút nữa nó sẽ bị chẹp, nó bị chỗ lủng lỗ cái giữa. Nhưng mà mình phải biết cách chiên, mình chiên mình lăn cho nó là nó sẽ phồng đều hết, nó không có bị như vậy. Đó, lủng lỗ nè. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình lăn nó thôi, đó, lăn nó. Lăn đều tay lên là bánh mình nó to lên, nó bóng lên. Nó bóng và nó sẽ bự to đùng lên. Nếu mà mình không có cách làm cái đó thì nó sẽ cái lỗ đó nó sẽ nằm im đó, nó không có bị lên được. Nó sẽ nằm im đó, nó chẹp cái luôn. Đây luôn. Đó, cô bác ơi, bánh của mình nè, cô bác nhìn nè, rất là ngon luôn. Nó nứt hết á, cô bác. Nó mịn mịn là nó sẽ nứt hết chưa. Rồi mấy cái bánh của mình xong rồi cô bác. Cô bác thấy bánh rất là ngon ha. Đó. Giờ Thí sẽ xẻ một cái, lấy một cái để Thí bẻ cho cô bác mình coi nè. Bánh mình nó ngon. Rồi, lấy cái này ha. Cái này là nó to, nó bự nè. Bác thấy không? Ở trong bọng hốc mà. Giả tre rất là ngon luôn. Vừa ăn lắm nha các bác. Không ngọt. Giờ mình ăn thử cái cùng các bác ha. Cái bánh của mình rất là ngon ha các bác nhìn nè. Đó, đều lắm. Mà mịn lắm, mịn mất à. Nè, cái này chay nè, mà nó mềm như thế này nè. Đó, các bác thấy không? Mình chay, mình chiên ăn liền ngon, nó giòn ngon. Nếu mà mình để lâu thì nó sẽ cứng. Còn nếu mà chiên phồng như thế này đó, nó mịn như thế này đó, mình ăn lâu được. Và mình kẹp bánh bò nó cũng dễ ăn nữa, tại vì nó bự. Bánh ngon lắm cô bác, nó mềm ha, mềm xèo ha. Bóp như là cái bông gòn vậy đó. Đó, nó không có cứng như người ta. Bánh tiêu là mình làm vậy đó, nó thơm và nó béo béo. Nó nghe cái mùi thơm là mình sẽ ghiền. Thí cũng đã cùng cô bác của mình làm bánh tiêu cho gia đình mình. Món ăn giặt ngon xong rồi, Thí xin tạm biệt cô bác cái video này nha. Thí cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Thí cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều thời gian qua đồng hồ kênh của Thí. Cô bác, anh chị nào mà xem video cho Thí chưa đăng ký kênh, nhấn chuông, thả đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ Thí với nha.